Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay quý vị thấy Dương Thái đeo cái cà vạt mới, cái đồng bào mới cho ngày hôm qua. Và nó phải cho cà vạt rồi, ngày mai giáo sư đeo cho tụi em coi xem nó có đẹp không. Đó. Cho nên chúng tôi xin cảm ơn mà Nga đã cho cái cà vạt đẹp quá. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những quý vị mà thương yêu Dương Đại cho đủ thứ hết. Có một cái điểm quan trọng nhất là chúng tôi vừa có cái bản tin của ông Theo ông ấy đưa là nó vấn đề doanh nghiệp về năng lượng của Hoa Kỳ và Canada đã cáo buộc tàu cộng chiếm đoạt sự làm ăn lớn ở Sri Lanka. Sri Lanka quý vị đó là một cái quần đảo ở ngoài khơi Ấn Độ và trước kia nó gọi là Colombo quý vị nhớ bây giờ nó gọi là Sri Lanka và Sri Lanka thì đã nằm trong cái chính sách gọi là One Belt One Road của tàu từ lâu rồi Chắc quý vị không quên rằng là Tàu nó chủ trương One Belt One Road để nó nắm cả thế giới Nó tốn hàng ngàn tỷ đô la Cho nên nó lừa những các quốc gia tham nhũng và nghèo đói Nó đút tiền lại quả để cho mấy cái tên đầu nậu đó Ký hợp đồng với tàu Như Sri Lanka này là tàu nó hiện nay còn nợ tàu đến gần 6 tỷ đô la. Bởi vì cái chính phủ Sri Lanka cách đây 5 năm họ đã kiếm cái hợp đồng để mà đào một cái cảng nước sâu ở ngoài khơi của Sri Lanka để cho các cái tàu lớn của tàu từ quân đội, hàng không mẫu hạm hay là chiến hạm hay là khu trục hạm đến các cái tàu buôn lớn của tàu nó có thể cập bến trên con đường đi qua Âu Châu trên con đường đi qua Phi Châu, trên con đường đi lên phía Bắc. Bởi vậy cho nên nó mới mua chuộc Sri Lanka. Và cha con của Sri Lanka ham tiền. Cho nên đã ký hợp đồng cho nó, bỏ tiền ra nó đào cái cảng sâu. Và đến cái hạn gọi là đáo hạn là năm 2020 vừa rồi đã không trả nổi. Cho nên đã gọi là quốc gia nghèo và tham nhũng. Cuối cùng thì Tàu Cộng nó chiếm luôn cái quần đảo của miền Nam Sri Lanka ở cái cảng nước sâu. Bởi vậy cho nên bây giờ thế giới sợ bừng tỉnh là tất cả những cái chính sách quan béo quan rốt của Tàu chẳng qua chỉ là những cái bẫy nợ, nó gọi là dead trap. Nó tạo nên nợ nần cho những kẻ nghèo khổ để rồi nó chiếm đất người ta. Thế thì bây giờ mà các gọi là các ông các bà chính trị ra toàn cái thứ ngủ gật hết chả biết cái gì cả giờ mới lên án là tàu cộng đã chiếm đoạt Sri Lanka muộn rồi bởi vì Sri Lanka đã ăn tiền của tàu cộng giống như là Mỹ mà cái bọn cán ngỗ tòa bạch cung ăn tiền của tàu cộng mở những cái công ty rồi mở những cái con đường rửa tiền cho tàu cộng thì giờ này nó bảo tròn là tròn Nó bảo méo là méo Mỹ đâu có dám dục dịch Vì thế cho nên có cái bản tin là Một doanh nghiệp Mỹ và Canada tuyên bố Là những cái kẻ tham nhũng Trong chính phủ Sri Lanka Đấy quý vị thế Giờ này mới biết chúng nó Vì chúng nó tham nhũng Chúng nó mới ăn tiền của tàu Cho nên quý vị đừng có căn cứ vào Những là viện Hudson Hay là viện uh, Rancor những cái việc nghiên cứu về chiến thuật và chiến lược của Mỹ ngày xưa thì đúng. Họ làm việc theo cái lương tâm và cái trình độ ái quốc của họ để họ đưa ra những cái con đường đi giúp cho chính phủ đi đúng đường và nó có hiệu quả. Chẳng hạn như thời ông Ronald Reagan có cái Rand Corporation với những cái nhà lãnh tụ ở trong đó như là ông Bộ trưởng Ngoại giao George Shul, ông Weinberger là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng những người nghiên cứu về chiến lược không phải một năm hai năm mà hai ba chục năm cho nên đến lúc ronald Reagan ra làm bộ trưởng làm tổng thống thì đưa ngay george Shultz vào làm bộ trưởng ngoại giao và george Shultz là một con người giành rẽ cái đường đi của cái thế giới chiến tranh lạnh của liên xô cho nên george Shultz đã giúp cho ronald Reagan đi đúng đường và cuối cùng đã tiêu diệt được liên xô là như thế nhưng mà đến bây giờ thì các cái viện đó gọi là Renko hay là Hudson đều là những cái viện tham nhũng. Bằng chứng là trong suốt 30 năm nay từ Clinton cho đến George Bush con đến ông Obama đều giúp cho tàu nó chiếm nước Mỹ. Và những cái viện tư tưởng và chiến lược đó ngồi chơi xơi nước, dám mắt làm ngơ. Ngay cả cái vụ gọi là viện, vi trùng Vũ Hán Covid-19 nó cũng phát xuất từ Mỹ mà từ những cái viện này mà ra. Bởi vì quý vị nhớ tên Anthony Fauci là giám đốc về CDC của Hoa Kỳ là một trong những cái chuyên viên về y tế của các cái viện này trước đây và đã được đưa vào trong nội các của chính phủ coi về vấn đề bệnh truyền nhiễm và đặc biệt di truyền những cái căn bệnh nguy hiểm. Thì chính cái tên Fauci này trước kia làm việc tốt vì Fauci bây giờ đã được trên 30 năm. Nhưng mà những năm sau này đã đưa tiền ăn tiền của tập cầm mình cho nên mình lấy tiền của CDC của Mỹ đấy cái viện gọi là viện P4 laboratory của Vũ Hán đã nhận hàng chục triệu đô la của Hoa Kỳ qua bàn tay của Anthony Fauci và khi Anthony Fauci nó đưa ra 10 triệu của chính phủ cho cái viện Vũ Hán thì nó phải được lại quả ít nhất là 10% là một triệu mà nó đưa hàng trăm triệu có phải nó kiếm hàng 10 triệu đây là chưa kể về phía tiền của tàu cộng của Tập Cầm Bình Là vì Tập Cầm Bình Cách đây 20 năm Quý vị đã nhớ có một tên tướng của tờ dân tờ cán ngỗ tàu cộng Là nó bảo Cái tên tướng ngỗ tên là thằng Điền Nó bảo chúng ta cần phải dùng võ khí hóa học để mà tiêu diệt Hoa Kỳ Vì đánh đánh giặc công khai đánh không nổi Không gian đánh không nổi Computer đánh không nổi Võ khí đánh không nổi Tàu bay đánh không nổi Vì tàu bay của Mỹ đã tang hình Thì chúng ta chỉ có nước là dùng hóa học thì sau khi cái đường lối của Đảng Cộng sản Tàu nó đưa vào chủ trương phát triển võ khí hóa học thì nó phải dùng đến Mỹ. Bởi vì Mỹ, Tàu Cộng nó có biết gì về hóa học đâu. Cho nên nó phải mua chuộc tham nhũng tập của mình nó lên cầm quyền từ năm 19, 2002 cho đến bây giờ. Nó đã vận động cho các nhà bác học khoa học, bác sĩ kỹ sư của bên Hoa Kỳ ở các đại học nổi tiếng như là Harvard, như là Yale, như là MIT để nghiên cứu chế tạo ra cái con vi trùng độc nhất theo như cái nhu cầu của đảng cộng sản tàu nó tung vào cho thế giới để nó giết thiên hạ thì cuối cùng đó là mua chuộc được tên Fauci Fauci bỏ tiền ra của chính phủ Mỹ để giúp cho nó rồi nó lại lấy tiền của nó cho Fauci từ đó Fauci là một tên giàu kinh khủng cho nên tuyên bố cả chớn Fauci nó biết cái vi trùng Covid-19 có từ bên tàu từ năm 2018 cơ. Chứ không phải đợi đến 2019, không đợi đến 2020. Bởi vì nó là thủ phạm trong cái vấn đề P4, laboratory. Thế nhưng mà nó lờ đi, cho đến đến lúc mà đến năm 2020 khi mà tàu cộng đã tung những cái người dân ở Vũ Hán cấm vào trong quốc nội. Không được lên Bắc Kinh, không được lên Thượng Hải Nhưng mà lại bay qua Âu Châu, bay qua Mỹ Châu bay qua Nam Mỹ, thế giới 5 triệu người nó mới bung cái con vi trùng nó ra và kết cục thế giới bị tiêu diệt một cách đau khổ cho đến bây giờ 4-5 triệu người đã chết rồi ngay cả Mỹ bây giờ cũng 7-800 nghìn người đã chết là vì cái đường lối đi của nó như thế nó tung cái con vi trùng nó ra Thế Mỹ là một người tuyên bố đầu tiên phóng đại cái con số này ra và cấm người ta không được đi ra khỏi nhà để ở nhà nó càng ủ bệnh và nó càng phát triển đến giờ này thì cái con vi trùng đó sắp hết hiệu lực là vì mỹ đang có loại thuốc để mà chữa điều trị thế thì cái câu chuyện này như thế nào năm 2009 Sri Lanka đã mở cửa cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và mời các nhà đầu tư ngoại quốc đến kinh doanh tại cảng Hamban Tota sau đó họ bắt đầu xây nhà máy điện khi khí tự nhiên hóa lỏng LNG trong khuôn khổ dự án Lanka Aloka là One Bell One Road của tàu cộng cách thủ đô Colombo khoảng 6 km tức là Sri Lanka ngày xưa nó gọi là gì Tích Lan đấy rồi công ty phát triển điện của tàu cộng có trụ sở tại Canada đã tham gia cùng với các bên liên kết ký dự án chuyển hóa thành năng lượng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Công ty đã giới thiệu cho một công ty con thuộc sở hữu của Bắc Kinh để đáp ứng với dự án Lan Caloca và Bắc Kinh đã bỏ ra hàng tỷ đô la để xây cái cảng nước sâu của Tích Lan. Nguyên Linh đã cung cấp một khoản đầu tư cho Hoa Kỳ mậu hậu thuẫn trị giá 1 tỷ tư, tàu cộng bỏ thêm 3 tỷ và cuối cùng tàu cộng đã nắm được độc quyền ở cái cảng nước sâu của bên Sri Lanka. Vì vậy cho nên cuối cùng Sri Lanka đã mắc nợ tàu ít nhất từ 4-5 tỷ cho đến 6 tỷ cả tiền lời. Và đây là một cái lý do mà tàu nó nắm toàn quyền và độc quyền ở bên Sri Lanka. Trong khi các công ty của đại Hải của Canada và của Mỹ chỉ làm việc lấy lệ và không có đút lót. À. Vì thế cho nên tàu cộng đã giành được ưu thế ở bên Sri Lanka hiện nay tàu cộng nắm 85% của cái cảng vào tháng 7 năm 2007 trong 99 năm. Quý vị đã thấy cái quốc gia nghèo khổ đói tham nhũng như là Sri Lanka như là mấy quốc gia nghèo Đông Dương cán ngỗ nó có lo gì đến đất nước đâu nó ký 99 năm cho tàu cộng để nó nắm cái đảng cái cảng độc quyền này nếu bây giờ chiến tranh xảy ra tàu của tàu cộng có quyền cập bến và tàu của tư bản lại phải tùy thuộc vào vấn đề của tàu cộng. Cho nên đấy là một cái tin buồn cho những cái quốc gia nghèo khó và càng ngày tàu cộng càng tỏ ra lưu manh. Đồng thời, cái vấn đề chế nải làm việc ở bên lá châu của Canada, của Mỹ cũng như là của Âu Châu. Rồi chúng ta đi vào một bản tin nữa theo tờ Vision Thai đài loan hiện nay đang ở trong một cái vùng gọi là một cái vùng béo bở của tàu cộng rất nhiều khán giả đã điện thoại cho dương Đà hỏi giáo sư à bây giờ cái vấn đề đài loan chúng ta nên lo hay là không bởi vì nhiều khán giả bày tỏ cái sự lưu manh tham lam của tàu cộng nhất là trong cái ngày lễ sông thập vừa qua bà thái anh văn đã đọc bài diễn văn làm cho tổng cộng cũng đầy lửa tuyên bố rằng sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng của người dân Đài Loan. Trong khi Tập Cầm mình sợ, một mặt thì cho 158 chiếc phi cơ để mà ồ ạt, đe dọa cái không chung của Đài Loan. Nhưng mà một mặt khác, Tập Cầm Bình đọc bài diễn văn ngày song thập của Đài Loan lại nói rằng là chúng tôi sẽ thống nhất đất nước bằng hòa bình. Cho nên đó là một trong những cái đường lối mà chúng ta thấy tàu cộng nó lưu manh và làm cho nhất là nhiều người để ý đến vấn đề Loan sợ rằng Đài Loan sẽ rơi vào tay cộng sản như là miền Nam đã rơi vào tay Bắc Việt năm 1975 kính thưa quý vị đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút sau đó chúng ta tiếp tục phần 2